Ngày 3 tháng 4, hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, những người này là thành viên của các đoàn Lân Sư Rồng tham gia lễ hội rước cộ Chùa Ông Bổn tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An vào lúc rạng sáng cùng ngày. Thời điểm này, một số mạnh thường quân đã phát bánh bao, bánh mì cho các thành viên của đoàn Lân Sư Rồng. Sau khi ăn xong, nhiều người có triệu chứng đau bụng, nôn mửa nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhận thông tin, lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, theo ghi nhận, có hàng chục người đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.